cải mèo đây chị nhá. Đấy cải mèo đấy. Nhưng mình gọi vào giúp em nào. Rất rẻ. Cải mèo bình thường ăn nó sẽ có hơi vị nhẹ nhẹ đặc, nó thơm cực kỳ luôn, dễ ăn. Có một mùa hoa cải nở đầy trên bên sông. Có một chị em gái đi du lịch xa chồng. Trời mùa hè nắng hậu, bên hàng thông núng tuổi. Gió thông chị hút hỏi, chị có biết hàng thông? Chơi cái thờ rồi. Nhà mình còn đi. Đó, nhà mình sẽ đi qua cái queo đó. Chụp ăn đi. Cái đường lên của anh chị kìa. Lát nữa tốc độ lên xa lắm. Không phải chả đâu. Lên đâu? À, xuống đây còn nhiều điểm chụp ảnh. Cái đường kia đó hả? Đây đường lát nữa lên. Xuống đây anh chị mình chụp ảnh xuống lên từ đường đó. Yên tâm anh, yên tâm còn. Đây anh cứ đi thôi em. Bây giờ đi thôi em. À, anh chị ơi, mình tranh thủ thời gian di chuyển xuống trước đi. Lát nữa lên lên trên này muốn dừng chân. Chụp ảnh bảo các bác xe ôm, các bác sẽ dừng lại cho nhà mình chụp ảnh. Dạ vâng. Lát em, bản thân em khỏe, em cũng chưa chắc đủ sức đi bộ lên. Xe lên dốc nha, cho nên anh chị mình vui lòng nhường đường cho xe. Trời đẹp không? Thiên đường nó dốc mệt đúng không ạ? Phải mất thiên đường phải mất 20 phút đấy. Mà cái dốc nó dốc đứng. Bình thường xe to xuống kia rất nguy hiểm kìa. Xe từ 29 chỗ xuống thôi là chỉ cần hai xe gặp nhau là không biết đi đường nào luôn. Lùi cũng chết, tiến chết. Người ta không cho xe 29 chỗ em. 16 chỗ xuống hết rồi kìa. Có chiếc 5 mấy chỗ kìa, 4 mấy chỗ kìa. Kìa, ngay bãi xe kìa thấy không? Có chiếc 4 mấy chỗ kìa. Có chiếc 45 chỗ ở đây thì chắc là em sẽ chi tiền cho tất cả các anh chị mình. Cho xe ôm lên, nếu mà có 45 chỗ. Đấy, nhìn này. Thấy mà sao vậy? Bãi xe mở tiền đúng không? Ừ. À, chia sẻ với anh chị như này. Một là xe biển số Sapa. Hai là xe của nhà xe trên Thảo Nguyên. Là họ đấy. Là họ làm luật với đấy rồi. Còn tất cả các xe biển tỉnh này thì vui lòng là nó cấm, không phải vào đường mà nó sợ là dốc xuống bị tai nạn. Dốc đường hẹp, dốc tai nạn rồi thì gặp nhau nó, đặc biệt là gặp nhau vào cái đợt này nó đông xe nên là người ta không cho xuống. Quên đấy. Bảo thì mình cứ đâm xuống đi phạt thì mình đóng tiền đúng không? Sợ gì? Thì là có thể công an không đứng mở đây là chim mồi nhỉ. Xuống phát là có người ra. Kiểu như cầu hạn chế chiều cao, hạn chế chiều cao 2,5 mét ấy, nhưng mà sang bên kia cầu mới nhìn thấy cái điểm hạn chế, quay lại thì đã có công an đứng đằng sau.